Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm, đó chính là máy ZK300. Với mẫu ZK300 này thì các bạn có thể hút rau củ quả, là hút các loại tinh bột, hay hút các loại dùng cho gia đình ít thôi, dùng cho sản xuất ít, gia đình ít. Đấy. Rất phù hợp nhé. Đây, với cái chất liệu inox 100%. Đây là các thông số máy hàn, đây là thông số hàn này, thời gian hàn này, còn đây là thời gian xả này, xả khí này trong máy này, thời gian hút, còn đây là thời gian nén khí, là khi thời gian là hút hết khí trong máy đấy, đấy là thời gian hút chân không hút đây. Hút hết khí. Các bạn cứ để cái mặc định thế này cho nó chạy thôi. Thực đua sai có phải là khi nào các bạn cũng chạy nhiều. Bắt đầu gói khoảng tầm 2 bịch 2 gói. Còn là sai sai thì các bạn nó chạy một gói rồi giống như là dùng cho ít thôi. Tùy vào dày mỏng, độ dày mỏng các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Độ hàn, và tăng độ hàn lên thì độ dụi các bạn túi bóng mỏng như PP, VP, OPE như cái túi này này. Thì các bạn để như thế này luôn cũng được. Còn ví dụ như các bạn mà dùng túi nhôm thì nó phải chất liệu dày hơn thì các bạn tăng lên nhá. Đấy. Thời gian hút muốn hút chắc thì tăng thời gian lên. Còn không thì nói chung là các bạn thì cứ điều chỉnh cho nó sao nó hợp lý là được, tùy vào độ POP này. Đây là đồng hồ đo áp suất. Đây, thì các bạn chỉ cần nhấn nút phát là hút luôn. Đấy, đây là các thanh hàn này. Đó. Nhá. Còn đây là đấy, mình sẽ giới thiệu, còn ngoài ra bên mình còn rất nhiều loại máy khác. Đây là máy hút chè này. Đấy, các bạn hút chè này. Còn đây hút chân không công nghiệp này. Đấy, các bạn hút công nghiệp. Đấy. Nha. Hút công nghiệp rất tốt nha các bạn. Đấy. Dùng cho bạn hút như hút giò này, hút nem chua này. Các loại như là hút cao đấy, hút nhiều cái nhiều đấy. Hút nhiều. Các bạn dùng cái này. Nha. Đấy, các bạn mua hàng xin hệ qua số điện thoại 0934468222 hoặc là 0904432111. Website xưởngmaythanhhoa.com. Bên mình có rất nhiều loại máy khác nhau, máy chế biến thực phẩm này, máy viên thịt này, máy làm giò này, máy làm nem chua, máy đùn nem này, máy trộn này, máy nồi nấu phở, luộc phở này, luộc giò này, máy pha đường cao lồng tiền này. Đấy là mặt đồng chó này, cán bột mì này, máy ép mía này, máy làm kem tươi này, máy bào đá này, máy thái thịt này. Thế là nhiều máy nha. Đấy các bạn à, không chỉ đăng ký lắm. Ở đây giới thiệu qua, tập trung vào đây thì đây là mẫu này thì rất phù hợp cho gia đình nhá. Thì bạn đang chắc bạn mua hàng xem để mua ra hạt đa quốc.